Ở thành phố Quý Dương, Trung Quốc, cảnh sát đang tiến hành dạy thử cách vận hành của công nghệ nhận diện khuôn mặt. Họ có một hệ thống dữ liệu hình ảnh kỹ thuật số khổng lồ của từng người ở Quý Dương. Và giờ, thêm một người nữa. Hãy cùng xem mất bao nhiêu thời gian để tìm thấy tôi nhé. Cảm ơn rất nhiều. Đi thôi. Video kỹ thuật của Cục An ninh Quý Dương. Khắp Trung Quốc, camera an ninh với công nghệ trí tuệ nhân tạo được sử dụng rộng rãi. Một số có thể nhận diện khuôn mặt, tuổi, dân tộc và giới tính. Tôi vừa xuống xe ở trung tâm thành phố. Mục đích của thử nghiệm này là trong khi tôi tiến đến trạm xe buýt tiếp theo, hàng loạt hình ảnh của tôi đã được thống kê bởi chính quyền thành phố trong một thời gian ngắn. Trên chiếc cầu này, tôi đã thấy được 1, 2, 3 camera an ninh. Và tất nhiên, tôi không có lý do gì để lẩn trốn chúng. Cứ tiếp tục đi nào. Khi hệ thống nhận diện được một khuôn mặt, sẽ có chuông thông báo tới phòng kiểm soát. Bạn có thể thấy sau lưng tôi là các anh cảnh sát. Hello. Chào các anh. Tôi biết là các anh sẽ ở đây để dẫn tôi đi. Maybe these guys aren't in on the joke. Thử nghiệm chỉ mất 7 phút. Hệ thống giám sát an ninh đang được mở rộng và nâng cao một cách chóng mặt. Mục đích lớn nhất không chỉ để ngăn chặn những hành vi tội phạm, mà còn là dự đoán được chúng.